ôn luyện, 120 tình huống mô phỏng lái xe, cách xử lý, các tình huống khó, trong chương 3. Các bạn lưu ý, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các bạn trong việc tiết kiệm thời gian, truy cập nhanh chủ đề tình huống cần tìm. Trong phần mô tả bên dưới video này, mình đã phân đoạn mốc thời gian cho từng tình huống cụ thể. Các bạn chỉ việc nhấn vào mốc thời gian, dãy số màu xanh ghi ở đầu mỗi tình huống có trong video. Hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn ngay lập tức. Ngoài ra, cũng nhằm giúp các bạn dễ nhớ, học nhanh, hiệu quả và tiết kiệm thời gian, trong phần mô tả của mỗi video, mình có để các đường link hỗ trợ gồm link tải hình ảnh từng tình huống có trong video để tham khảo khi thực hành và link video hướng dẫn cách ôn luyện bài thi mô phỏng. Mong các bạn đừng bỏ qua, trong 20 tình huống của chương 3 có 8 tình huống khó gồm các câu

nhấn phím cách, khi chân kính chắn gió, sắp che khuất vũng nước. Chú ý, biển báo thứ hai và góc gương chiếu hậu trong xe. Nhấn phím cách khi biển báo thứ hai vừa chạm góc gương chiếu hậu. Chú ý, xe con màu trắng, trong gương chiếu hậu và cột A. Nhấn phím cách khi cột A ở giữa thân xe con màu trắng. chú ý cột đèn đứng gần giá long môn và cột a nhấn phím cách khi chân cột đèn vừa chạm cột a chú ý, biển báo 60 và góc gương chiếu hậu trong xe. Nhấn phím cách khi biển báo 60 vừa chạm góc gương chiếu hậu. Chú ý, tàn cây thấp phía xa và đầu xe tải. Nhấn phím cách khi đầu xe tải vừa che khuất tàn cây. chú ý ô cửa tòa nhà bên phải và cạnh phải màn hình nhấn phím cách khi ô cửa vừa chạm cạnh phải màn hình Câu 63 là một tình huống rất khó, các bạn cố gắng theo dõi ba cột đèn đầu tiên, kể từ khi video bắt đầu khởi chạy. Khi cột đèn thứ ba sắp chạm gương chiếu hậu trong xe, thì nhấn phím cách nhé. Nhấn phím cách, khi cột đèn thứ ba sắp chạm gương chiếu hậu trong xe, Chúng ta vừa thực hành xong 8 tình huống khó của chương 3, trong 10 tình huống ở chương 4 có 7 tình huống khó, gồm các câu 65, 66, 68, 69, 70, 72 và 73. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.